chưa ăn cơm thì đã chẳng ngon miệng, xong tự dưng còn cắt điện, một ngày mà bao nhiêu thứ muốn điên. Thế ra bây giờ nếu mà có tiền ôm phàn lao phát ra biển nhỉ. Được thế thì nó lại quá là luật luôn đi. Dù là ta không giỏi nấu cơm quét nhà, đừng tự ti vì sẽ còn có nhiều việc khác. Người thành công có một lối đi riêng mà, làm hết sức còn việc gì khó ta bỏ qua. Kìa nhìn đi, nó lại báo thêm cái gì. Trời nóng nên chắc là nó tụt áp suất thì kệ nó đi. Chịu đựng nốt, đến chiều nó cũng đi về. Chứ thần kinh đâu mà giúp nó làm dâu. Dạ mời cô chú các anh chị cùng đàn em thơ ra ngoài sân du lịch. Đồ ăn thức uống con đã lên, hy vọng mọi người sẽ thích. Thực đơn hôm nay còn có sữa chua này, và tên lót đây là hàng chính gốc. Sữa chua ra tốt đập tan cay ỏi ngày hè. Đến nuốt nè. Thank you.